Thưa quý vị và các bạn, số lượng nhân viên trong ngành y tế liên quan đến đại án Việt Á vẫn chưa dừng lại. Ngày 27 tháng 8, tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết vừa kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Minh, bí thư đảng ủy giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC của Lâm Đồng, khiển trách ông Huỳnh Ngọc Thành, bí thư đảng ủy giám đốc bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 2. Lãnh đạo hai đơn vị này được cho là đã thiếu trách nhiệm để cán bộ nhân viên nhận tiền của công ty Việt Á. Theo đó, trong quá trình mượn mua đấu thầu chỉ định thầu ký test, sinh phẩm xét nghiệm 7 cá nhân ở CDC tỉnh đã nhận công ty Việt Á hơn 753 triệu đồng. Đến nay đã khắc phục được 664 triệu đồng. Hai người ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 nhận của công ty này 39,7 triệu đồng. Trước đó, công an Lâm Đồng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đạt và Nguyễn Thị Hoa là cán bộ khoa xét nghiệm của CDC Lâm Đồng về hành vi tham mô tài sản.